Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị tập số 2 của bộ truyện rất hay, rất ly kỳ và hấp dẫn. Đó là bộ truyện Xe Tang, chuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh. Thưa quý vị, theo phản hồi của phần lớn quý khán thính giả thì đây là một trong số những cái bộ truyện đang rất hay và được quý vị bốn phương rất là chờ đón. Chúng tôi sẽ sản xuất liên tục các cái tập tiếp theo của bộ truyện này để phục vụ quý vị trên kênh Chuyện Đình Soạn. Cũng rất mong quý vị đồng hộ cùng chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh này, share cũng như là comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện, và không quên chia sẻ rộng rãi kênh của Đình Soạn này đến với đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Chúng tôi tiếp tục mong muốn quý vị phản hồi cho chúng tôi về chất lượng nội dung của bộ truyện Xe Tang chuyến xe buýt số 14 này để chúng tôi cảm nhận được sự mong đón, mong chờ của quý vị về bộ truyện này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang chuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Ở trên đoạn đường cùng cô gái kia nói chuyện phiếm, biết được nàng là sinh viên học nghệ thuật, năm nay mới vừa thi đậu. Tôi cười hỏi nàng đã có bạn trai hay chưa. Nàng nói có, cũng là lái xe buýt. Tôi cười lớn, đang chuẩn bị trêu chọc hỏi bạn trai cô nàng có phải như tôi vậy không. Vừa vặn xe buýt vừa tới trạm Mỹ Lực Thành, cô gái không có tiền đứng bên cạnh dưới trạm dừng, nhìn tôi rồi cười. Bởi vì tôi lái xe về văn phòng, mà cô bé đứng bên trạm đi về hướng của xưởng tiêu hóa, vì vậy tôi không cần phải đỗ xe. Tôi nhìn bé gái qua cửa sổ, cũng cười với cô bé. Tôi cũng không hề cố ý cái gì, tiếp tục lái xe buýt và tán gẫu cùng với cô gái ngồi phía sau. Nàng như là có tâm ý tương thông với tôi vậy. Không chờ cho tôi hỏi, bản thân của nàng cười rồi nói: anh cùng bạn trai của tôi nhìn rất giống nhau. Tôi thậm chí thích cảnh tôi và nàng đến khách sạn. Tôi có một ít anh em lái xe taxi, nhiều khi buổi tối sẽ gặp được nhiều chuyện như vậy. Một diễm lệ nữ lang lên xe, sau đó các loại phong tình vạn trùng, cuối cùng cá mắc câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Một pháo 300, bao đêm tối là 600. Có điều đây là lái xe buýt, không phải là taxi, không thể có mục đích bậy bạ. Trong lòng suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên tôi sững sờ. Nhìn về phía trước, không phải là cô bé không có tiền kia sao? Cô bé đang nhìn tôi rồi cười. Ồ không đúng, cô bé này vừa nãy không phải đứng ở trạm Mỹ Lực Thành hay sao? Tôi nhìn về trên trạm dừng, trên trạm dừng viết ba chữ Mỹ Lực Thành. Tôi cả người như bị điện giật, trong lòng nói tại sao lại lái về. Lẽ nào tôi cùng nữ lang tán gẫu quá tập trung, đi lầm đường, lái xe vào ngã ba sau đó quay vòng trở lại. Lần này tôi trừng mắt, nhìn hai bên đường để xác định chính mình không có đi nhầm. Khi mở cửa ra, phía dưới ven đường xuất hiện một cô bé váy đầm lần nữa. Cô bé vẫn nhìn tôi rồi cười. Trên người tôi nổi lên một lớp da gà. Tôi muốn hét lớn, nhưng chợt phát hiện bản thân không thể hét ra. Cổ của tôi như bị một bàn tay lớn vô hình bóp lấy, có thể hô hấp nhưng lại không thể kêu thét lên được. Quay đầu lại nhìn phía sau, mấy nữ học viên nghệ thuật đã không còn thấy tăm hơi. Cả người tôi run sợ, suýt chút nữa lái xe đụng vào cây to ở ven đường. Tôi căn bản chưa dừng lại, nàng làm sao có thể xuống xe. Tôi sợ hãi run rẩy tiếp tục lái xe về phía trước. Hiện tại tôi rốt cuộc biết tại sao Trần Vĩ nhắc nhở ở trạm cuối cùng không thể dừng lại vượt qua quá 10 phút. Cánh tay của tôi không ngừng run rẩy, tay lái đều sắp không nắm được vững. Xe đi về phía trước được một đoạn, tôi lại tiếp tục nhìn thấy bé gái mặc váy đầm đứng đó cười với tôi. Mà biển của trạm dừng trên đỉnh đầu cô bé vẫn là Mỹ Lực Thành. Tôi biết một câu chuyện tử vong tuần hoàn. Có một người ở buổi tối đạp xe đèo vợ của mình về nhà mẹ đẻ. Thời điểm đi ngang qua đường sắt, anh ta không đi vòm cầu mà trực tiếp đi qua đường sắt. Bởi vì anh ta ở phía trước, vợ thì ở phía sau. Anh ta xách xe đạp, vợ đi đằng sau. Anh ở lúc này một chiếc xe lửa đi tới, đem hai người đâm chết. Bởi vì anh ta ở phía trước, vợ ở phía sau, vì vậy anh ta vẫn không biết vợ mình đã chết. Rất nhiều người ở địa phương đều nói, dưới ánh trăng mông lung đêm khuya, trên đường sắt thông thường có một nam xách xe đạp, tới tới lui lui trên con đường sắt đi lại, trong miệng còn không ngừng nói:
Phà ơi, đi nhanh một chút. Cố sự này phát sinh ở quê hương của tôi là năm 1993. Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi thường đưa tôi đi rửa giấy gần tuyến đường sắt kể lại. Từ sau khi đâm chết người không còn ai đi qua đường sắt, còn câu chuyện tử vong tuần hoàn kia, khi mới bắt đầu nghe người lớn kể lại, những đứa nhỏ không dám nghe. Nhưng sau đó có người nói quả thật là có người từng nhìn thấy người đàn ông kia. Vào giờ phút này, tôi tuần hoàn vô hạn đi qua Mị Lực Thành, giống như là một kẻ không có tâm trí. Đúng lúc này triệt để tay chân luống cuống, tôi không dám đi về phía trước, bởi vì tôi sợ sệt lần nữa sẽ nhìn thấy cô gái mỉm cười với tôi. Nhưng tôi lại không dám dừng lại. Trần Vĩ từng nhắc nhở tôi không thể chạm dừng, không được phép đỗ xe, dù cho gặp phải 10 người chết cũng không thể dừng lại. Nếu như tôi dừng xe, có lẽ sẽ phát sinh chuyện càng khó mà tin nổi. Tôi trở nên sợ hãi, thần kinh đang sợ đến mức cực điểm, dần dần mất đi cảm giác. Không biết lần thứ mấy đi qua Mị Lực Thành thì lại không gặp bé gái mặc váy đầm kia, thay vào đó là một đại thúc ước chừng khoảng 40 tuổi. Đại thúc đó vẫy tay với tôi ra hiệu muốn lên xe. Cả người tôi như là mất cảm giác, đến phanh xe cũng không còn sức để mà phanh. Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn cắn răng dẫm phanh lại được. Mở cửa xe ra, đại phúc trung niên mặc bộ đồ Âu lên xe. Không chờ cho hắn trả tiền, tôi trực tiếp nói một câu: muốn chém muốn giết thì mặc người làm, nhưng mà đừng đụng tới người nhà của ta là được. Thời khắc này tôi có lẽ sẽ là một giây cuối cùng trong cuộc đời của mình. Ngày mai tên tôi sẽ xuất hiện trên trang đầu của tờ báo với tiêu đề là: thanh niên 26 tuổi liên tục lái xe buýt một tháng, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 3 tiếng, kết quả kiệt sức mà chết. Biểu hiện của người trung niên không có ngoài ý muốn, đối với tôi hờ hững nói một câu: tiếp tục lái đi, đêm nay anh sẽ không chết. Tôi sững sờ, còn chưa kịp nói gì, ông ta đã ngồi xuống bên cạnh. Nhắc tới cũng kỳ lạ, từ sau khi hắn lên xe, tôi lái xe được tới trạm kế vườn Thải Trích, không bao lâu đi về tới văn phòng tổng trạm. Tôi gặp phải sự cố vòng tròn chết chóc khi lái xe, xuống xe chân tay đều mềm nhũn, đứng cũng chẳng vững. Sau khi xuống xe, tôi đang muốn nói chuyện với hắn thì hắn vung tay lên nói thẳng: anh không phải vội vàng làm gì, đêm nay tôi chỉ đến tìm anh mà thôi. Tôi nghi hoặc hỏi lại: vậy tại sao ông biết tôi xảy ra chuyện này? Chú Bình Khôn cũng chết bởi vì nghe lời của tôi, vì vậy ông ta chỉ vẹn vẹn thiếu một ngón tay mà Hoàng Học Dân không tin tôi, nói tôi là thần côn đi lừa gạt tiền, vậy nên ông ta đã chết. Không phải là tôi không cứu, mà là chính bản thân ông ta cố chấp. Nói một cách khác, Chú Bình Khôn sư phụ nói cho ông nghe việc này, vì vậy tối nay ông tới tìm tôi. Tôi liền hỏi thăm dò. Đại thúc mặc âu phục gật đầu rồi nói: Chú Bình Khôn đem sự việc của anh đều nói với tôi, nói anh tiểu tử này không phải là người xấu, hy vọng tôi có thể cứu anh một mạng. Tôi rất cảm kích rồi nói: vậy thì thực sự là cảm ơn thúc, nếu như không gặp được thúc, đêm nay khả năng là cháu không thể về. Đại thúc lắc đầu rồi nói: anh không cần phải cảm ơn tôi, Phật nói là giúp người chính là giúp mình, cứu anh đồng thời là cứu tự bản thân tôi. Anh cần phải phối hợp làm việc với tôi, như vậy sau đó tài xế tuyến số 14 sẽ không chết nữa, nếu không thì vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Tôi suy nghĩ rồi nói: như vậy đi đại thúc, thúc cháu ta tìm một chỗ nói chuyện có được không ạ? Đại thúc liền gật đầu. Tôi liền dắt ông tới ký túc xá. Tôi đóng cửa lại trực tiếp hỏi một câu: đêm nay trên xe có một cô gái chừng 20 tuổi ngồi xe, thời điểm đến Mị Lực Thành cháu căn bản là không có mở xe, nhưng mà cô ta biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Vì đại thúc này không quanh co lòng vòng gật đầu rồi nói: đúng vậy, cô ta là quỷ. Cái gì à? Con người của tôi suýt nữa thì rơi trên mặt đất. Nói cách khác, cô gái hào phóng rộng rãi kia thực sự là nói thật với tôi. Tưởng tượng lại thời điểm cô ta thoải mái nói cô ta là quỷ, tôi cho rằng cô ta đang nói đùa, nhưng hóa ra cô ta nói thật. Trên mặt của tôi co giật, đại thúc nhỏ giọng hỏi tôi: lẽ nào anh không thấy cô gái kia nhìn rất là quen mắt hay sao? Tôi liền lắc đầu đáp: con người của cháu đối với ai đều có cảm giác quen thuộc. Thật ra thì không nhận ra cô gái kia, nhưng mà ngay khi tôi vừa dứt lại thì không biết tại sao cả, tôi chợt nhớ ra là tấm thẻ căn cước kia rất là quỷ dị. Trong đầu như xẹt qua một tia chớp, tôi lục ngăn kéo tìm tấm thẻ căn cước có tên là Cát Ngọc. Định thần nhìn lại, hóa ra là cô ta. Đêm nay cô gái ngồi với tôi chính là cô gái có thẻ căn cước tên là Cát Ngọc. Nói cách khác, đây là một tấm thẻ căn cước của người chết. Tôi vẫn giữ lại, muốn tìm trả người mất. Anh là chủ nhân của tấm thẻ căn cước này sớm đã chết rồi. Đại thúc liền nói với tôi:
Đêm nay ngồi trên xe chính là cô ta. Cô bé không có tiền cũng là cô ta. Chỉ có điều đấy là dáng vẻ khi cô ta còn nhỏ. Tôi đem sự việc gặp phải khi ở nhà bà nội đều nói cho ông ta. Ông ta gật đầu rồi nói: mà nữ lúc đó đứng bên cạnh anh, 89/10 cũng là Cát Ngọc này. Bà nội cháu có phải do Cát Ngọc hại chết? Tôi vội vàng truy hỏi. Đại thúc lắc đầu rồi nói: không phải, anh là tài xế đặc thù nhất trong tất cả các tài xế. Cát Ngọc vẫn không giết anh, nguyên nhân ở đâu tôi cũng không có rõ. Nhưng mà ba tài xế tiền nhiệm đều thấy được nhẫn, dây chuyền, giày cao gót, chỉ là chưa lấy được thẻ căn cước mà thôi. Nói cách khác là thẻ căn cước của Cát Ngọc chỉ mình tôi thấy. Tôi liền hỏi lại: không có sai, Cát Ngọc nếu như là muốn giết anh, thời điểm cô ta vừa lên xe chắc chắn anh đã mất mạng. Nhưng mà cô ta vẫn không đụng tới anh. Tôi nghĩ là có phải cô ta muốn tìm sự giúp đỡ. Đại thúc mặc âu phục phân tích. Tôi hỏi lời này có ý nghĩa như thế nào. Âu phục đại thúc liền nói: tôi đã từng điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc. 12 năm trước cô ta bị giết ở ven đường, bị người ta móc ra trái tim. Vì vậy phàm là người tâm linh dơ bẩn, cô ta đều có chủ động giết chết. Ba tài xế tiền nhiệm đều tham tài, thế đồ rơi đều tạm thời đút túi, vì vậy chết oan uổng. Đại thúc liền nói tiếp: anh không giống, anh không ăn cắp những tài vật này, không có tham tài. Tôi cũng chính bởi vì nhìn vào cái điểm này cho nên mới muốn giúp đỡ anh. Nếu như anh ăn trộm nhẫn cùng với dây chuyền, vậy tôi cũng chẳng có thể cứu nổi. Chuyện phát triển đến bây giờ phút này, dần dần đã cảm thấy rõ ràng. Tôi liền hỏi: vậy nên tôi phải làm gì bây giờ? Tiếp tục lái đi, Cát Ngọc tạm thời sẽ không hại đến anh. Để tôi điều tra thêm một quãng thời gian nữa. Đúng rồi, đem thẻ căn cước của Cát Ngọc cho tôi. Thẻ căn cước ở bên trên có ghi địa chỉ. Nhìn địa chỉ của gia đình Cát Ngọc chỉ là một thôn làng nhỏ bé. Cô ta hẳn là một cô bé chăm chỉ, thi đậu học viện nghệ thuật, nhưng lại chết đầu đường do kẻ bất lương moi tim ra. Phải biết là một trái tim ở trên chợ đen chỉ ít cũng có thể bán đến 40 vạn. Lúc gần đi tôi lại hỏi: đại thúc, chú Bình Khôn đã nói tuyệt đối không được mở tấm da lót ghế chỗ điều khiển. Thúc có biết là phía dưới có vật gì không ạ? Ông ta gật đầu nói biết. Tôi lại hỏi đó là vật gì. Ông ta nói cái này tạm thời không thể nói được, nếu biết rồi trái lại không được. Nói chung đừng có mở ra. Lời của chú Bình Khôn nói với anh đều là tôi từng nhắc nhở ông ta vậy. Âu phục đại thúc đi rồi mà tôi vẫn còn chưa biết tên của ông ta. Cũng không biết phía dưới ghế chỗ dựa điều khiển cất giấu cái gì. Cứ như vậy một quãng thời gian, phát hiện xác thực không có chuyện quái gì. Tuy nhiên có một việc tôi vẫn không nghĩ ra. Nếu Cát Ngọc không muốn giết tôi, tại sao phải sắp xếp cho tôi gặp quỷ dựng tường? Việc này lại ẩn giấu đi một bí mật. Trong lòng cứ như vậy trở nên sững sờ, lái xe cũng thất thần. Trong nháy mắt tỉnh ngộ, tôi liền sợ hết hồn, vội vã phanh xe. Bởi vì ở chính giữa con đường ngoại thành đã có một lão thái thái ngồi xổm trên mặt đất hóa tiền vàng mã. Lốp xăm xe buýt trên mặt đất mà sát 3-4 mét mới dừng lại. Lúc đó đầu xe cách lão thái thái nhiều lắm khoảng 2 thước. Tôi sợ hãi không thôi, trong lòng suy nghĩ chút nữa mình phạm vào tội giết người. Nhảy xuống xe, tôi nói với bà cụ: thưa bà, sao lại thiêu tiền giấy giữa nửa đêm như vậy ? Lão thái thái cũng không ngẩng đầu lên rồi nói: con trai của tôi gặp tai nạn giao thông chết ở chỗ này, hàng năm vào lúc này tôi đều thiêu ít tiền cho nó. Tôi rất buồn bực, trong lòng liền nói: lão thái thái này hóa vàng, không ngồi bên đường mà thiêu, ngồi xổm ở giữa đường quá nhiều nguy hiểm. Một lần nữa lên xe buýt, tôi tránh khỏi lão thái thái, tiếp tục hướng về phía trạm tiếp theo. Cửa xe vừa mở ra, tôi đột nhiên chợt nhớ Trần Vĩ đã từng nói với tôi, không tới trạm không được phép đỗ xe, cho dù là gặp người gần chết cũng không được dừng lại. Tôi làm cái gì không ở trạm đỗ xe đã dừng xe buýt? Tôi rất muốn đánh vào hai bàn tay của mình. Trần Vĩ nói với tôi mấy điều rất kiêng kỵ, tôi hầu như đều phạm vào. Đang sốt sắng lo lắng, tôi đã tới xưởng tiêu hóa. Có điều dọc theo con đường này ngược lại cũng thấy an ổn, thỉnh thoảng có mấy hành khách cũng đều ngồi ở mấy trạm liền xuống xe. Dừng lại ở trạm cuối xưởng tiêu hóa, tôi thở dài, hai tay tạo nên chữ thập khấn: Chúa Giêsu cứu thế, thần Phật đầy trời, cầu phù hộ cho con. Đang lúc nhắm mắt cầu khấn, bên tai bỗng nhiên chuyển đến một câu: anh làm cái gì thế? Tôi nghiêng đầu nhìn lại, đúng quần run lên, suýt nữa thì bị dọa tè ra quần. Trước cửa xe buýt có một cô gái chừng 20 tuổi, mặc một bộ da bó sát người rất thời thượng, hơn nữa mái tóc dài xõa qua vai rất gợi cảm. Cô ta chính là Cát Ngọc.
Tôi trong lòng thầm nghĩ, sau khi phạm vào kỵ húy dừng lại quá 10 phút ở sừng tiêu hóa, sau đó liền gặp gỡ Ngọc. Lần này đã là lần thứ hai phạm phải kỵ húy, không thích chạm đỗ liền dừng xe lại, tiếp tục là gặp Cát Ngọc. Trước đó cô ta chưa từng ngồi qua tuyến buýt số 14, tuy rằng Âu Phục đại thúc nói cho tôi, tạm thời Cát Ngọc sẽ không hại tôi. Nhưng giờ khắc này nhìn cô ta, thực sự phía sau lưng lạnh cả người. Tiểu tài xế, anh xem ra rất là hồi hộp. Cô ta đưa ra một đồng tiền xu cười nói với tôi. Tôi liền ấp úng rồi nói: Đại tỷ, tôi đi dương quan đạo, người cầu độc mộc, tôi với tỷ chung quy là hai loại người, tỷ cũng không thể hại tôi. Cát Ngọc đang chuẩn bị đi xuống hàng ghế sau, bỗng nhiên sững sờ, một lát sau cười duyên rồi nói: Anh thực sự coi tôi là quỷ sao? Đừng đùa vậy chứ. Cát Ngọc cười đi tới nắm lấy tay của tôi. Có lạnh không? Tay của nàng có nhiệt độ, tôi nói không. Nàng lại nắm chặt tay của tôi, đặt ở bên hông của nàng rồi hỏi: Có lạnh không? Eo thon nhỏ này rất tinh tế, rất mềm mại, tôi lại nói không. Thấy dáng vẻ ngây ngất của tôi, nàng thủy phù một tiếng rồi cười nói: Tôi có nên cho anh sờ ngực của tôi xem là thật hay giả hay không? Tôi như bị ma ám mất rồi, máy móc định gật đầu. Cát Ngọc nghiêm mặt rồi nói: Nghĩ tốt nhỉ. Nàng đi tới ghế sau và ngồi xuống, đưa hai chân lên rất gợi cảm, để mặc cho tôi ngồi ở ghế lái đỡ ra. Tôi quay đầu lại rồi hỏi: Hôm trước cô xuống xe kiểu gì vậy? Tôi xuống từ trạm học viện giao thông, anh không biết sao? Học viện giao thông ở phía trước Mỹ Lực Thành. Nói một cách khác, thời điểm buổi tối ngày hôm ấy, tôi đã gặp gỡ phải quỷ dựng tường. Hay là lúc đó tôi quá nhập thần, hay hoặc là tiến vào trong ảo giác. Cát Ngọc, cô thực sự không phải là quỷ. Tôi dò hỏi, không biết tại sao nàng có sức hút như vậy. Tình cảnh vừa xong để tâm thần tôi dập dờn, dư vị không tan, chậm rãi tan đi nỗi sợ. Nàng sững sờ rất kinh ngạc hỏi: Làm sao anh biết là tôi tên Cát Ngọc? Tôi nghĩ một hồi, lúc này mới nhớ tấm thẻ căn cước bị Âu Phục đại thúc mang đi, thì liền nói: Có phải cô làm mất thẻ căn cước rồi không? Cát Ngọc là một cô gái thông minh, nàng đeo đôi giày cao gót màu đỏ, chạy thình thịch tới tôi rồi hỏi: Chứng minh thư của tôi có phải là rớt trên xe của anh không? Bảo làm sao tôi tìm mãi mà không có thể tìm được. Tấm thẻ căn cước kia không phải là nàng cố ý làm rơi trên xe, là nàng vô ý làm rơi. Hơn nữa nàng không phải quỷ. Chờ một chút, đến cùng ai đang lừa gạt tôi? Đến cùng tất cả chuyện gì đang xảy ra? Nếu như Cát Ngọc đang lừa gạt tôi, vứt thẻ căn cước ở lên xe, cố ý nói bản thân làm rơi và cố ý tiếp cận tôi, vậy thì mục đích tiếp cận là để làm gì? Tán tôi sao? Tôi không nghĩ rằng một nữ thần như nàng lại có thể để ý đến tôi. Nếu như Cát Ngọc không lừa dối tôi, vậy thì lời nói của đại thúc mặc Âu Phục hoàn toàn chính là nói bậy. Cát Ngọc chưa có chết, nàng cũng không phải là quỷ, đại thúc kia tại sao muốn lừa dối tôi? Lừa tiền tôi sao? Nhưng mà tôi nghèo rất mồng tôi cơ mà. Lừa gạt thân thể của tôi sao? Tôi cảm thấy không đáng. Đầu óc của tôi ngổn ngang, tôi cảm giác mình đang chậm rãi rơi vào trong một vòng xoáy sâu không thấy đáy. Nơi này nhất định có âm mưu gì đó. Có lẽ có một bên đang lừa dối tôi, đang lợi dụng tôi, hay là cả hai bên đều đang lừa gạt tôi, chỉ có chính tôi chẳng hay biết gì. Tôi cắn răng một cái, thầm nói nhất định sẽ phải đem chuyện này điều tra rõ ràng. Ngay sau đó tôi liền lái xe xuất phát, quay đầu lại nói cười cùng với Cát Ngọc: Mỹ nữ, trên xe không có ai, ngồi bên cạnh tôi tán gẫu được chứ? Cát Ngọc xác thực rất có khí chất, rất có phong phạm nữ thần, lập tức đi giày cao gót tiến lại ngồi gần vị trí kế bên. Hai người chúng tôi hàn huyên hồi lâu. Thời điểm đến học viện giao thông thì nàng xuống. Tôi bảo với nàng, hai ngày sau tôi sẽ đem thẻ căn cước trả lại cho nàng. Sau đó hỏi xin số điện thoại di động của nàng. Không phải vì tôi tán tỉnh, mà là muốn cùng nàng thân cận hơn. Từ trên người của nàng tìm ra chỗ đột phá, nhìn xem sau lưng của tôi đến tuột cùng đang ẩn giấu chuyện gì. Tôi mơ hồ thấy đây là một việc lớn. Hơn nữa những việc mọi người nói, tôi cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin, chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình phán đoán thật giả. Chuyến xe ngày hôm nay rất ổn, không gặp phải chuyện quái quỷ gì cả. Sau khi trở về, tôi cũng không lập tức xuống xe mà ngồi trên xe lặng lặng suy tư. Lần trước phạm vào kiêng kỵ, gặp gỡ quỷ dựng tường, sau đó Âu Phục đại thúc xuất hiện, quỷ dựng tường đã không thấy tăm hơi. Nếu như không dùng tư duy bình thường để đổi một góc độ khác để suy nghĩ, có thể Âu Phục đại thúc kia chính là quỷ.
Quỷ dựng tường chính là hắn làm ra. Trước hết để cho tôi rơi vào trong trạng thái quỷ dựng tường, đợi thần kinh của tôi tan vỡ, sau đó liền hiện thân giúp tôi giải trừ quỷ dựng tường, như vậy sẽ khiến cho tôi tin tưởng nhiều hơn. Một cái này mà đúng là như thật, vậy thì quá là làm cho người ta kinh sợ, có thể nói là kế trong kế. Ồ, Tiểu Lưu, ngồi trên xe làm gì vậy? Một lúc nữa đến phòng làm việc của tôi. Trần Vĩ từ trong văn phòng đi ngang qua, thấy tôi đang ngồi ở ghế lái không động đậy, liền hỏi một câu. Tôi xuống xe, nhưng mà vừa rời ghế lái, tôi bỗng nhiên cả kinh, nhìn về phía của Trần Vĩ trong nháy mắt, cả người và tóc của tôi đều dựng đứng cả lên. Không đúng, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tôi chỉ đắn đo suy nghĩ xem tột cùng là Âu Phục Đại Thúc hay là Cát Ngọc đang lừa tôi. Nhưng tôi hoàn toàn đem Trần Vĩ không đếm xỉa đến. Trần Vĩ làm chủ quản khách vận, ngồi cả ngày trong văn phòng không động đậy. Tuyến xe số 14 anh ta cũng chưa từng lái qua, nhưng mà tại sao anh ta lại biết mà nhắc nhở tôi? Không tới trạm đỗ thì không được phép dừng xe lại, và việc không thể dừng lại ở xưởng tiêu hóa vượt quá 10 phút. Anh ta làm sao biết những việc này? Chẳng lẽ Trần Vĩ là quỷ? Đầu óc của tôi lần thứ hai ngổn ngang. Xuống xe vừa vặn Trần Vĩ đi vệ sinh chạy về, ôm bờ vai của tôi rồi đi uống rượu. Toàn bộ văn phòng lái xe, anh ta là chủ quản nhất định phải dừng chân ở đây. Mà các sư phụ tài xế còn lại đều đã 30-40 tuổi, bình thường đều sẽ về nhà ở, dù sao còn có lão bà và đứa nhỏ. Toàn bộ văn phòng tổng trạm chỉ có tôi và anh ta hai người ngủ ở đây. Bình thường Trần Vĩ là một người uống rượu giải sầu vô vị, vì vậy luôn lôi kéo tôi vào uống cùng. Đến khi uống rượu, tôi hỏi anh ta: Trần ca, hôm nay có một lão thái thái ngồi ở giữa đường Hoa Vàng, tôi suýt nữa đụng phải bà ta, vì vậy chưa đến trạm đỗ tôi đã dừng xe một chút. Trần Vĩ cả kinh rồi nói: Vậy lúc chú trở lại có người đặc biệt nào lên xe không? Người đặc biệt? Đặc biệt là thế nào ? Ví dụ như là mặc quần áo kiểu dáng của mười mấy năm trước, hút thuốc lá loại mười mấy năm trước đang ngưng sản xuất, hay hoặc là không có bóng? Vẻ mặt của Trần Vĩ rất nghiêm cẩn. Tôi nghĩ tới tiểu tử đã từng cho tôi thuốc lá, cậu ta đã từng cho tôi một điếu thuốc lá hiệu Thủy Tinh Cung, đúng là loại thuốc mười mấy năm trước đang ngưng sản xuất. Chẳng lẽ cậu ta là quỷ? Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: Thực sự không gặp. Trần Vĩ lúc này mới yên tâm rồi nói: Ghi nhớ kỹ, sau này tuyệt đối phải dừng ở trạm đỗ xe, đây không phải là đùa giỡn đâu. Đến giờ phút này rồi tôi cũng đang ngả bài, có điều phương thức ngả bài không thể quá trực tiếp. Tôi liền nói: Trần ca, anh giải thích cho tôi một chút, vì sao không thể dừng trước trạm điểm đỗ xe? Trần Vĩ nhấp một chén rượu rồi nói: Tiểu Lưu, nếu như chú tin vào Trần ca này thì chú đừng có hỏi nữa, biết quá nhiều thì càng không tốt, chú nói như vậy có đúng không? Đạo lý này không giả, nhưng mà lời nói này tuyệt đối là phí lời. Lão tử chẳng hay biết gì, lại như một con chuột bị người ta làm thí nghiệm như thế, sao người không thử cái cảm giác này đi? Tôi liền cười rồi hỏi: Trần ca, con người của tôi từ nhỏ gan lớn, anh cứ việc nói đi. Nói đến cái mức này, Trần Vĩ liền thở dài, lúc này mới hạ thấp giọng liền nói: Tiểu Lưu à, không có nói dối chú, công ty vận tải Đông Phong chúng ta thực lực hùng hậu đến mức nào, trong ngành này mọi người đều rõ ràng, có đúng không? Tôi liền gật đầu. Trần Vĩ lại nói tiếp: Công ty tài sản hùng hậu như vậy, vì sao còn giữ lại một chiếc xe buýt cũ kỹ như thế? Anh cho chú biết, bởi chiếc xe buýt 14 này nhất định phải tiếp tục lái, nếu không có ai lái liền xảy ra chuyện lớn. Không trách làm đủ nửa năm liền tặng xe riêng, làm đủ một năm tặng một căn nhà, hóa ra chiếc xe này bắt buộc phải lái. Nhưng hiện tại xác thực rất khó tìm tài xế biết lái xe buýt lam tinh. Trần Vĩ đang say lời nói hẳn là nói thật. Tôi lại đổ đầy chén rượu cho Trần Vĩ rồi nói: Trần ca, vậy tại sao tuyến xe buýt số 14 này nhất định phải lái? Là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhân cơ hội này liền dụ dỗ Trần Vĩ. Trần Vĩ say rượu mắt lim dim rồi nói: 10 năm trước đây, chiếc xe buýt này đã từng phát sinh một chuyện. Nói đến đây, Trần Vĩ rầm một tiếng, nằm nhoài trên bàn rượu bất tỉnh nhân sự, tiếng gáy vang cả động trời. Vậy là đã ngất đi. Tôi cua tay trước mặt của Trần Vĩ, phát hiện ra anh ta không giống như giả vờ. Dù sao tôi và anh ta là hai người cùng uống rượu với nhau rất nhiều lần. Tôi phát hiện ra Trần Vĩ có một đặc thù, sinh là anh ta tiểu lượng rất kém, nhưng cũng là một kẻ rất nghiện rượu. Nâng Trần Vĩ trở về phòng của anh ta, tôi cũng trở về ký túc xá của mình. Nằm trên giường tôi cảm thấy khó ngủ. Trần Vĩ có vẻ không phải là quỷ, tuy nhiên lời nói của anh ta đêm nay độ chuẩn xác còn phải chờ xác minh. Nhưng mà tôi thấy anh ta là một người có bí mật, nhất định là như vậy. Hiện tại tôi mơ hồ suy đoán ra một chút đầu cuối. Quỷ khẳng định là có,
hơn nữa không ngừng xuất hiện. Nhưng ai là quỷ hiện tại không rõ ràng lắm. Chỉ là bà nội đã buông tay nhân gian. Bà khi còn sống trong bệnh viện gặp phải nữ quỷ cụ thể hình dáng ra sao tôi cũng không có cách nào có thể biết. Ngày thứ hai tôi gọi điện cho Âu Phục Đại Thúc, nói tấm thẻ căn cước kia của Cát Ngọc còn có tác dụng. Ông ta bảo tôi đi tới một nhà hàng nội thành để tìm ông ta. Tôi nghĩ thầm, sau khi lấy thẻ căn cước sẽ trực tiếp liên hệ với Cát Ngọc, vì vậy liền ăn diện một chút. Ở một quán cơm Tây trong nội thành, sau khi gặp vị đại thúc kia, ông ta nói chuyện hiện nay không có gì tiến triển, không điều tra ra cái gì cả. Tôi liền gật đầu. Sau khi tiếp nhận thẻ căn cước, hàn huyên một vài câu thì liền rời đi. Sau khi ra ngoài quán cơm Tây, tôi liền bấm điện thoại để gọi cho Cát Ngọc. Đại mỹ nữ có rảnh không vậy? Vừa nói tôi vừa nghĩ trong đầu khuôn mặt xinh đẹp của Cát Ngọc. Cát Ngọc cười rồi nói, nếu như anh mời cơm thì tôi có rảnh đó. Tôi cũng cười rồi nói, được rồi, tôi chờ cô ở Hồng Yến Môn. Hồng Yến Môn là một nhà hàng ăn Trung Quốc trong nội thành. Cơm nước đều được kêu là tuyệt vời, mùi vị rất là tuyệt. Đương nhiên giá cả cũng không phải ít. Người nghèo như tôi xưa nay không nỡ bỏ tiền đi nơi xa hoa như vậy, nhưng mời mỹ nữ ăn cơm liền không giống như trước. Thời điểm Cát Ngọc tới nơi, tôi nhìn từ phía xa thì nàng sững sờ quá đẹp. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu phấn hồng, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn ôm mông, tóc dài như áo choàng nhẹ bay theo gió, quả thực có dư vị nữ thần. Cát Ngọc từ xa cũng nhìn thấy tôi, đối với tôi vẻ mặt mỉm cười trực tiếp đi tới. Còn chưa gọi món sao? Cát Ngọc ngồi xuống rồi hỏi. Chưa, không biết là cô thích ăn gì cho nên là tôi đợi cô để chọn món. Tôi thuận miệng nói một câu, Cát Ngọc đỏ mặt cúi đầu nhìn thực đơn. Tôi phát hiện rất nhiều mỹ nữ đều là kẻ tham ăn điển hình. Mỹ nữ trước mặt thì mặc kệ tất cả mọi chuyện. Cát Ngọc căn bản không thèm để ý tới thẻ căn cước. Tràn đầy phấn khởi ăn mỹ thực, cuối cùng còn hỏi tôi có uống rượu vang không. Thế nàng cao hứng như vậy, tôi cũng không muốn làm cho nàng mất hứng, liền để sự việc thẻ căn cước bỏ qua một bên, cùng với nàng vừa ăn vừa tán gẫu. Nhưng không thể nói, cùng mấy nữ ăn cơm, đúng là một sự việc vui tai vui mắt, có câu nói như thế nào nhỉ? Đẹp, nét đẹp cũng có thể ăn, chỉ nhìn Cát Ngọc tôi đều cảm giác mình đã no. Ăn cơm xong tôi liền hỏi, nếu như mà cô không có việc gì, tôi mời cô đi xem phim có được không vậy? Cát Ngọc nhẹ nhàng để khăn tay xuống, giận dỗi tôi một lát rồi cười nói, đàn ông các anh đều như vậy, trước tiên là mời ăn cơm, sau đó là mời đi xem phim, sau đó kéo dài thời gian đến buổi tối thuận lý thành trương đi khách sạn, có đúng không? Tôi sững sờ, lúc đó tôi liền choáng váng, hình như là nàng bắt tôi mời ăn cơm mà, còn xem phim chỉ là thuận miệng tôi nói mà thôi. Tôi còn chưa nói, Cát Ngọc liền cười rồi nói, muốn tán tỉnh tôi không có đơn giản như vậy đâu. Tôi liền cười rồi nói, không không đâu, không phải là cô có bạn trai rồi sao? Hơn nữa là đồng hành với tôi, danh hoa có chủ, tôi làm sao có suy nghĩ được nhiều. Tôi và Cát Ngọc đứng dậy đi ra ngoài phòng ăn, nàng đeo kính râm rồi nói, tôi lừa anh, tôi chưa có bạn trai. Nàng có bạn trai hay không tôi đều không quan tâm, tôi chỉ muốn đến để đưa thẻ căn cước, tiện đường muốn nói từ trên người của nàng tìm ra một tin tức. Ngay sau đó tôi liền lấy thẻ căn cước ra đưa cho Cát Ngọc. Cát Ngọc liếc mắt nhìn về phía thẻ căn cước, bỗng nhiên sững sờ, sau đó cẩn thận nhìn lại một lần nữa rồi nói, đây không phải là thẻ căn cước của tôi. Tôi cầm thẻ căn cước từ trong tay của Cát Ngọc, nhìn Cát Ngọc rồi lại nhìn bức tranh trên chiếc thẻ căn cước, rõ ràng hoàn toàn là cùng một người, chỉ bất quá người thật càng xinh đẹp, và bình thường thì thẻ căn cước đều không dễ nhìn. Thẻ căn cước đều như vậy, rất nhiều người ảnh thẻ căn cước đều rất khó coi. Cô nhìn tôi một chút, dáng người như là Châu Nhuận Phát, nhưng mà ảnh thẻ căn cước thì lại rất giống như là Vương Bảo Cường. Cát Ngọc không bị câu nói của tôi gây cười mà nghiêm mặt nói, bức ảnh là cùng một người, tin tức bên trên cũng đúng, nhưng mà không phải là thẻ căn cước ban đầu của tôi. Tôi sững sờ thầm nghĩ, chẳng lẽ Âu Phục Đại Thúc kia là người chuyên môn làm giả các loại giấy tờ chứng nhận. Tôi mau mắn liền nói, tôi không cầm thẻ căn cước của cô để đánh cháo. Cát Ngọc gật đầu rồi nói, tôi biết, anh có muốn đánh cháo cũng không có năng lực. Thẻ căn cước của tôi từng có ai cầm qua không? Một đại thúc mặc Âu phục chừng 40 tuổi. Tôi vừa nói, Cát Ngọc bỗng nhiên giơ tay ném thẻ căn cước đi. Tôi không rõ vì sao đang định nhặt về, nàng lại nói, đừng động, tấm thẻ căn cước này đã bị quỷ giở trò. Âu phục đại thúc mà anh từng gặp kia chính là quỷ. Cái gì? Tôi trợn trừng con mắt, sắp thành người tâm thần phân liệt tới nơi.
Âu Phục Đại Thúc nói Cát Ngọc là quỷ, Cát Ngọc nói Âu Phục Đại Thúc là quỷ. Đến cùng thì ai nói thật, đến cùng là ai nói dối? Khi còn bé nghe lão nhân gian trong thôn giảng, ban ngày quỷ không dám xuất hiện. Hiện tại Cát Ngọc đứng dưới ánh mặt trời lâu như vậy, 2 giờ trước tôi còn gặp Âu Phục Đại Thúc lấy lại thẻ căn cước từ tay của ông ta. Ông ta cũng đứng dưới ánh mặt trời rất lâu. Đây rốt cuộc là ai thật ai giả? Cát Ngọc liền nói: sau này đừng tiếp tục gặp ông ta nữa, nghe tôi nói không có sai. Tôi gật đầu ừ một tiếng, nhưng luôn cảm giác lạ. Lớn như vậy rất ít người gọi tôi là A Bố, bởi vì bố ở Trung Quốc cổ đại là hung thú. Trong truyền thuyết, Lữ Bố khi còn nhỏ đi nhầm vào trong rừng, bị hung thú phụ thể, sau đó liền đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, trở thành tam đệ nhất chiến thần. Mà mọi người trong nhà tôi đều gọi tôi là Minh Tử, mà tại sao lại đặt tên tôi là Lưu Minh Bố, thì lại không ai có thể hiểu rõ tâm tư của ông nội tôi. Được Cát Ngọc đi xem phim, vừa vặn rạp chiếu phim ma, Cát Ngọc ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng sợ hãi đến nỗi ôm chặt cánh tay của tôi. Tôi có thể cảm giác rõ ràng người của nàng đang rung mãnh liệt như sóng. Xem ra đưa em gái đi xem phim ma tuyệt đối là kỹ năng tán gái thượng thừa. Tôi nghĩ thầm Cát Ngọc sợ quỷ, vậy chắc nàng không phải quỷ chứ. Xem phim xong lại đi dạo phố, tuy rằng tốn không ít tiền nhưng trong lòng tôi rất vui vẻ. Tôi nghĩ thầm khi nào mới có thể có bạn gái xinh đẹp như Cát Ngọc. Vậy thì đem hết tất thảy tiền lương của mình đều cho nàng cũng đồng ý. Bất chi bất giác đến buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, tôi nói muốn đưa Cát Ngọc trở về. Nàng nói tự mình trở về được, nói xong thì gọi chiếc xe liền đi. Trong lòng tôi thầm tính toán, Cát Ngọc, Âu Phục Đại Thúc, Trần Vĩ, 3 người này khẳng định có một là quỷ. Tuy nhiên Âu Phục Đại Thúc nói một câu mà tôi thấy là thật. Ông ta nói Cát Ngọc ma nữ này hiện nay không dự định hại tôi, để tôi tiếp tục lái xe tuyến số 14. Mặc kệ ai là quỷ, tôi đều thấy con quỷ này không dự định hại tôi, mà là để tôi chậm rãi rơi vào trong một vòng xoáy không thấy đáy. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, tôi vội vã đi về. 12 giờ còn phải xuất phát. Ngay lúc mà tôi ngồi xe buýt được nửa đoạn đường, bỗng nhiên điện thoại tôi vang lên. Lấy ra vừa nhìn đó là Cát Ngọc gọi tới. Đại mỹ nữ, có việc gì vậy? À bố, ký túc xá của tôi khóa cửa, tôi không có thể vào trong phòng. Tôi nói vậy làm sao bây giờ? Tôi tuy rằng ở ký túc xá một mình nhưng không tiện đem người ngoài vào trong. Cát Ngọc giận tôi liền nói: ai nói muốn tới ký túc xá của anh? Nghĩ hay lắm, tôi không có thẻ căn cước, anh đến Hán Đình thuê giúp tôi một căn phòng. Tôi xuống xe gọi một chiếc taxi chạy đến Hán Đình. Nàng đang đứng ở trước cửa tiệm rượu. Sau khi tôi dùng thẻ căn cước thuê giúp cho nàng một căn phòng thì liền chuẩn bị rời đi. Cát Ngọc liền hỏi tôi: không đi lên uống một ngụm nước sao? Tôi gãi đầu rồi nói: cũng được, quả thực là tôi có chút khát. Lên trên phòng, tôi vặn chai nước suối để uống ừng ực, đã thấy khát thực sự, xong lại mở lên một chai sữa rồi uống tiếp. Lau một vệt nước ở khóe miệng, cảm giác đáng nghiện vô cùng, gật đầu rồi nói: nếu mà không có chuyện gì, vậy thì tôi phải rời đi, 12 giờ tôi còn phải xuất phát đây. Nói xong tôi liền hướng về cánh cửa gian phòng mà đi ra ngoài. Cát Ngọc chậm chân một cái sẵn giọng rồi nói: anh là đầu đất sao? Để anh tới uống một ngụm nước cũng thật là để tới uống nước sao? Tôi sững sờ nhất thời bối rối. Tôi còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Cát Ngọc bỗng nhiên đi tới, kiếng chân ôm đầu của tôi rồi hôn lên miệng. Hơn nữa lại là một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu. Tôi trừng mắt càng bối rối, cái lưỡi thơm tho của nàng trong miệng của tôi lay động, để cả người tôi vào nhiệt huyết sôi trào. Nàng buông lỏng tay nhu mị nói: đây mới gọi là uống ngụm nước, hiểu không? Nói thật tôi triệt để ngây người. Đây là có ý gì? Tôi nói thật là tôi không có ý tứ gì khác. Cát Ngọc đi đến bên giường, hai chân chéo nguẩy rồi nói: cũng bởi vì anh không có ý đó, vì vậy tôi mới mời anh tới. Nếu như mà đầu óc của anh không có chút đứng đắn, sẽ chiều hôm nay tôi đã không cùng anh đi chơi. Tôi vẫn ngốc đặc đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Cát Ngọc duỗi tay vỗ vỗ bên giường rồi nói: cơ hội chỉ có một lần, nếu như anh đồng ý, hiện tại liền tiến đến. Nếu như anh không muốn đi ra khỏi cửa, sau này anh không có cơ hội lần thứ hai. Hạnh phúc tới quá đột ngột, tôi thậm chí thấy mình và Cát Ngọc chơi tiên nhân khiêu. Tôi mặc dù là một tiểu nhân vật, nhưng tôi không phải là một người tùy tiện. Nhưng có một câu nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhìn thấy Cát Ngọc ở trên giường, tóc đen rối tung cùng với làn da trắng nõn, hình ảnh trắng và đen kích thích thị giác đến mãnh liệt, làm cho tôi do dự. Anh có phải là nam nhân không vậy? Cát Ngọc giọng điệu rất là khiêu khích, đồng thời cũng có mấy phần tức giận.
Một lát sau tôi thẳng tắp đứng người dậy rồi nói: tôi đương nhiên là đàn ông, hơn nữa còn là người đàn ông máu nóng. Cát Ngọc là một nụ cười kiều mị, ngoắc tay đối với tôi ra hiệu để tôi đi tới. Nhưng tôi xoay người đi về hướng cửa phòng. Anh làm gì vậy? Một nam nhân chân chính không có tùy tiện như vậy. Nếu mà như tôi thực sự muốn làm như vậy, vậy trước tiên tôi sẽ từ từ bắt đầu theo đuổi cô. Nói xong tôi kéo cửa phòng đi ra ngoài. Kỳ thực tôi rất muốn xem nếm thử đến cùng nữ nhân có tư vị gì, nhưng không biết tại sao tôi vẫn lựa chọn đi ra khỏi phòng. Đi ở trên đường cái, nhìn xe đi lại trong thành phố, tôi mới cảm nhận được đây chính là yêu. Khả năng tôi đã yêu nàng, nếu thật tâm thật lòng yêu thì sẽ không tùy tiện cưỡng hiếp. Nguyên nhân vì người mình yêu ở trong lòng mãi mãi là thánh khiết nhất. Tôi thở dài, thật tình tôi không muốn phát sinh chuyện này. Một khi phát sinh chuyện thanh niên nghèo yêu một nữ thần, rõ ràng là một kịch bản hài trong đời thật. Trở lại tổng trạm khách vận đã 11 giờ rưỡi, tôi ngồi thẫn thờ trên tuyến xe buýt số 14, bỗng nhiên điện thoại di động rung lên báo tin nhắn đến. Anh có yêu em không? Ngữ khí rất là xác định. Tôi liền trả lời ân một chữ, ngữ khí cũng rất xác định. Anh yêu một người không nên yêu, cũng không thể yêu người, anh biết không? Tôi trả lời một câu, chỉ cần anh yêu em, vậy là đủ rồi. Cát Ngọc lại trả lời một câu, anh thật khờ. Tôi không trả lời lại, một khi không biết nên trả lời thế nào, mặt khác bây giờ cũng đến giờ xuất phát, lái xe buýt không thể dùng điện thoại di động. Lúc lái xe tôi vẫn ở trong trạng thái mơ hồ, ngay cả hành khách cũng đưa tiền hay không tôi cũng không có rõ, chỉ biết là trong đầu hoàn toàn có hình ảnh và giọng nói của Cát Ngọc. Tôi nghĩ mà không hiểu, mê lực của nàng đến cùng là cái gì mà tôi nhớ mãi không quên. Tại sao chỉ ở với nàng vẹn vẹn có một ngày liền đã yêu nàng? Cẩn thận rồi hồi tưởng lại sự việc ban ngày, mọi cử động của nàng cứ như là có mị lực, cứ như vậy khiến cho người ta mất hồn phách. Liên tiếp chừng mấy ngày tôi không gặp lại Cát Ngọc. Một tuần lễ sau tôi thăm dò nhắn cho Cát Ngọc một tin nhắn: em có khỏe không? Tôi thừa nhận câu nói này xác thực rất khôn khéo. Tôi không phải như những công tử nhà giàu, miệng lưỡi trơn tru, hay là có tình thơ ý họa câu cú tử ngữ, tôi cũng không có hiểu lắm. Cát Ngọc không trả lời, tôi cũng không tiện nhắn tin lại. Lại qua một tuần tôi lại gửi một cái tin nhắn nội dung là: anh nhớ em. Lần này tôi lấy dũng khí nói một câu mà chính tôi cũng cảm thấy rất buồn nôn. Gửi xong tin nhắn tôi đỏ hết cả mặt. Cát Ngọc vẫn không trả lời. Nàng như đột biến mất khỏi trong đời của tôi, biến mất triệt để như chưa bao giờ từng xuất hiện. Thời gian cứ như vậy trôi đi một tháng. Âu Phục Đại Thúc có tin tức. Vào một buổi tối có mưa to, ông ta tới tổng trạm tìm tôi, nói Cát Ngọc vào 12 năm trước bị moi tim, thi thể sau đó không cánh mà bay. Hắn dựa vào quan hệ hỏi thăm biết được thi thể 8-9-10 phần bị người ta thu hồi. Tôi lại hỏi ông ta: vậy ý của Thúc là muốn hiểu rõ ý nghĩa của Cát Ngọc, chúng ta phải đi tìm thi thể của nàng trước tiên? Ông Phục Đại Thúc gật đầu rồi nói: không sai, chúng ta phải đi đến quê hương của cô ấy, thôn Tăng Hòe, nhìn thêm thi thể của cô ta bị chôn ở đâu. Đúng bệnh hút thuốc ép cô ta hiện thân, như vậy liền có thể cứu anh. Trên mặt của tôi gật đầu, trong lòng lại nói: người tiếp tục diễn đi, lão tử tiếp tới cùng, nhìn xem ai mới thực sự là Út Ca ảnh đế. Cát Ngọc không chết, tôi với nàng cùng ăn cơm, cùng dạo phố, đã sờ qua thân thể của nàng, đã hôn môi đỏ của nàng. Đây là tôi tự thể nghiệm qua, còn được gọi là giả bộ hay sao? Tôi không biết Âu Phục Đại Thúc nói với tôi những việc này đến cùng là có ý làm sao, nhưng tôi cảm giác được hắn khẳng định đang lừa gạt tôi. Để tìm hiểu nguồn gốc tôi liền nói: phải được, cho tìm chủ quản xin nghỉ, lúc nào xin xong thì chúng ta cùng đi có được không? Âu Phục Đại Thúc gật đầu, đóng cửa túc xá, biến mất trong cơn mưa buổi tối. Tôi và hắn như là có hiểu ngầm. Tôi không hỏi hắn tên là gì, hắn cũng không hỏi tôi tên gọi là gì. Trong lòng của tôi vẫn nhớ Cát Ngọc. Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi lái xe xuất phát. Thời điểm đến trạm cuối cùng xưởng tiêu hóa, tôi vòng hai tay ra sau gáy, nhắm mắt lại dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tôi thật hy vọng Cát Ngọc lúc này liền xuất hiện, gõ cửa sổ xe nói với tôi: à bố, nhớ em không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không kìm được nhếch môi nở một nụ cười. Chính là như vậy, chìm đắm ở thế giới của chính mình mới là cái thời khắc hạnh phúc nhất. Bỗng nhiên cửa sổ bên trái của tôi thực sự truyền đến một tiếng gõ ầm ầm. Tôi kích động, tưởng giấc mộng trở thành sự thật, mau chóng quay đầu nhìn về phía của cửa sổ.
Một khuôn mặt be bét máu kề sát ở trên cửa sổ xe, trợn mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ hãi đến cực điểm, trực tiếp trốn đi, cả người tóc gáy dựng đứng cả lên. Đang muốn cầm dìu cứu hộ, gương mặt đó bỗng nhiên nói chuyện. Tiểu tử, anh sợ cái gì? Mở cửa xe tôi hỏi một chút việc. Đang nói chuyện, gương mặt đó liền rời khỏi cửa xe, đi lên xe buýt. Lúc này một lão già ước chừng 60 tuổi, trên trán có một vết thương, máu tươi theo gò má chảy xuống đầy mặt. Ông ta lên xe hỏi tôi. Tiểu tử, tôi hỏi anh một chút, tài xế tuyến số 43 là ai? Tôi sững sờ rồi đáp. Cháu không quen biết, có việc gì vậy? Lão già đưa tay sờ soạng vết thương trên trán một hồi, đau đớn khiến cho ông ta hít vào một ngụm khí lạnh rồi nói. Thằng khốn đấy lúc lái xe, từ cửa sổ xe lấy ra một cái bình đập vào đầu của tôi. Tôi đến để tính sổ với hắn. Tôi lúc này mới hiểu ý của lão già rồi nói. Ông ạ, cháu có hai miếng gạc, ông trước tiên hãy dùng tạm để đối phó vết thương. Còn tài xế tuyến số 43 kia, theo cháu nếu mà ông muốn tìm hắn, vậy ông phải đến trạm đỗ của tuyến số 43. Nói xong tôi lấy hộp đồ cấp cứu, dùng bông băng cùng cồn giúp ông ta xử lý vết thương, cuối cùng dán lên miếng gạc. Làm xong những việc này tôi mới nhớ đến, lần này lại xong đời. Vừa nhìn đồng hồ, vậy mà đã quá 17 phút trôi qua. Tôi mau chóng ngồi lên ghế lái, hốt hoảng xuất phát. Lão già này liền hỏi. Anh gấp cái gì vậy? Ông không biết đâu, cháu đỗ xe nhất định không thể vượt quá 10 phút, nếu không sẽ xảy ra đại sự. Tôi bật động cơ, hỏi ông ta có ngồi xe không. Không ngồi tôi sẽ xuất phát. Ông ta đúng lúc cần ngồi chuyến này, tôi trong lòng lẩm bẩm một câu. Lão già ngài tự cầu phúc đi. Thời điểm xe buýt trở về cũng rất bình thường, nhưng thời điểm đến Mỹ Lực Thành, từ xa tôi đã nhìn thấy bé gái kia đứng ở dưới trạm. Lần này cô bé nhìn tôi chằm chằm, cũng không có cười. Tôi liền run rẩy rồi nói. Xong đời. Lão già đứng bên cạnh tôi rồi hỏi. Cái gì xong đời? Tôi không muốn đem chuyện quỷ dựng tường nói với ông ta, bởi vì lão này quá già đầu, và nhất đem trái tim của ông ta dọa chết, trách nhiệm này tôi không gánh được. Xe đi tới Mỹ Lực Thành, tiểu cô nương kia đối với tôi vẫy vẫy tay, ra hiệu muốn lên xe. Tôi tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn ngừng lại. Bé gái tới trước cửa xe rồi nói. Anh xuống xe, tôi cho anh một món đồ. Tôi sững sờ trong lòng run sợ. Vẫn là ngươi lên xe đi. Bé gái liếc nhìn ông lão bên cạnh tôi, vẻ mặt sợ sệt lắc đầu. Ông lão này dáng vẻ xác thực hung thần ác sát, máu tươi đầy mặt. Tiểu hài tử nhìn căn bản không thể bình tĩnh. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lúc này tôi liền xuống xe. Bé gái từ trong túi quần móc ra hai tấm ảnh đưa cho tôi rồi nói. Nàng nhà tôi đưa cái này cho anh, để anh có thể quên được nàng. Tôi nhìn một chút, hít vào một ngụm khí lạnh. Hai bức ảnh này chính là tôi đưa cho Cát Ngọc đi xem phim ma. Lúc đó mua vé xem phim xong, nàng nói đây là lần thứ nhất cùng con trai đi xem phim. Nàng muốn chụp ảnh lưu niệm cùng với tôi, và tôi liền đồng ý. Hiện tại bức ảnh đã trả lại, ý tứ là cùng tôi triệt để phân rõ quan hệ, vĩnh viễn sẽ không liên lạc lại. Tôi cũng mặc kệ việc trễ giờ, lấy điện thoại di động ra gọi cho Cát Ngọc. Tiếng nhắc nhở người sử dụng đóng máy đã vang lên. Bé gái không lên tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Tôi liền nói, người chờ ta một chút. Lên xe tôi lấy xuống một bó cúc vạn thọ. Buổi chiều hôm đó Cát Ngọc đi dạo phố, có một thanh niên cầm bó hoa hồng đỏ cầu hôn với một cô gái. Tôi liền hỏi Cát Ngọc, em thích hoa hồng đỏ hay là hoa hồng trắng? Nàng liền đáp, em thích cúc vạn thọ, sau khi em chết cũng phải chôn ở bụi hoa vàng rực. Từ sau hôm rời khách sạn, tôi mỗi ngày sẽ mua một bó hoa cúc vạn thọ. Tôi chờ đợi có một ngày có thể nhìn thấy Cát Ngọc tự tay đem cúc thọ trắng tặng cho nàng. Nhưng hoa tàn hoa nở, cho đến hôm nay đợi đến lại là vĩnh biệt. Tôi đem cúc vạn thọ đưa cho bé gái rồi nói, giúp tôi đem bó hoa cúc vạn thọ này đưa cho Cát Ngọc. Tôi vẫn muốn tự tay cho nàng, nhưng đã không còn có cơ hội nữa. Bé gái sửng sốt gật đầu rồi xoay người rời đi. Lên xe ông lão liền hỏi, anh khóc sao? Tôi lắc đầu đáp, tôi khóc hay không thì mắc mớ gì đến ông. Chờ sau khi tôi lái xe, ông lão tiến đến gần bên cạnh chỗ. Ông lão tiến đến gần chỗ ngồi điều khiển, hững hờ rồi nói, Cát Ngọc rất yêu anh. Tôi sững sờ quay đầu rồi hỏi, tôi cũng không biết việc này làm sao mà ông biết. Ông lão hai mắt trừng lên chỉ về đằng trước rồi nói, nhìn đường, mau nhìn đường kia, đang lái xe quay đầu làm cái gì? Anh có biết Cát Ngọc tại sao rời anh mà đi không? Tôi liền đáp, không biết,
Ở khách sạn, nàng muốn đem thân thể cho tôi, nhưng mà tôi không đồng ý. Từ sau đó thì nàng biến mất. Ông lão liền nói, chính bởi vì cô ta thực sự yêu anh, cho nên mới muốn rời khỏi anh, bởi vì cô ta không muốn anh bị tổn thương. Lời nói này khiến tôi bối rối. Tôi biết lão nhân sống cả đời nhân sinh kinh nghiệm, khẳng định so với người trẻ tuổi như tôi phong phú hơn rất nhiều. Nhưng lời nói này của ông ta khiến tôi không hiểu lắm. Ông ta làm sao lại hiểu rõ được như vậy? Tôi gặng hỏi, ông lão chỉ nói một câu, biết bé gái kia tại sao không dám nhìn tôi không? Tôi nói trên mặt ông ta có máu quá đáng sợ. Ông lão liền nói, không phải, kể cả trên mặt không có máu, cô ta nhìn thấy tôi cũng sẽ chạy. Tôi nói đó là dung mạo của ông quá đáng sợ. Ông lão không nói gì nữa. Lại đi qua hai trạm, ông lão liền nói, được rồi, lần này tiểu tử anh đã giúp tôi, phần ân tình này tôi sẽ báo đáp. Tôi ở phía đông thôn Thành Trung, nhớ kỹ nơi này, bởi vì anh sớm muộn gì cũng cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi liền gật đầu, nhưng trong lòng hoàn toàn không để ý. Trở về ký túc xá mãi không thể ngủ, trong đầu tràn đầy hình ảnh và giọng nói của Cát Ngọc. Tôi phát hiện tôi đã không thể quên được nàng. Chính vào giờ phút này, bỗng điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi giật mình một cái, ngay lập tức nghĩ đến là Cát Ngọc. Nhưng vừa nhìn vào lại là Âu Phùng đại thúc gọi tới. Ngày mai cùng tôi đi một chuyến xuống thôn Tăng Hòe, tra tìm thi thể của Cát Ngọc. Tôi căn bản có nói gì thêm, chỉ trực tiếp đáp ứng. Tôi biết lần này đi thôn Tăng Hòe khẳng định không phải đi tìm thi thể của Cát Ngọc, bởi vì nàng không có chết, hơn nữa hoàn toàn biến mất. Cho nên tôi đáp ứng Âu Phùng đại thúc, chính là muốn nhìn một chút cái tên này đến cùng là đang chơi trò quỷ quái gì. Giữa trưa ngày hôm sau, tôi xin Trần Vĩ nghỉ 2 ngày. Nói 2 ngày tới có chút việc, Trần Vĩ đáp ứng nói không thành vấn đề. Chạy tới chỗ của Âu Phục đại thúc, tôi lần thứ hai đi ngang qua cửa hàng hoa tươi. Bà chủ trong cửa hàng vừa nhìn thấy tôi liền nhiệt tình nói, anh chàng đẹp trai, cửa hàng tôi vừa nhập một khối lượng lớn cúc vạn thọ, đều rất là đẹp đó. Tôi gật đầu rồi đáp, không mua. Tôi cố ý mua về cho anh, sao anh lại không mua? Bà chủ trên mặt có chút không tốt. Tôi nói không cần nữa, bán cho người khác đi. Nói xong tôi liền đi, mơ hồ nghe được bà chủ ở phía sau hét lên một tiếng, cúc vạn thọ trừ thằng ngốc như anh mới mua, còn lại có ai mua chứ? Hay lần này thiệt thòi lắm rồi. Nếu như bà chủ chửi vì tôi không mua cúc vạn thọ mà nói tôi là thằng ngốc, vậy thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng tôi mua cúc vạn thọ của bà ta, sao nói tôi là thằng ngốc? Tôi dùng điện thoại di động tra một hồi, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Hóa ra ý nghĩa của cúc vạn thọ dĩ nhiên là bị thương, ly biệt, mê luyến và thất tình. Làm sao Cát Ngọc lại thích cái loại hoa này? Chẳng lẽ khi tôi và nàng đi dạo phố, nàng đã biết tôi và nàng sẽ có kết cục ly biệt? Vì vậy ở trong tiểu điếm, nàng liền làm ra hành động ly biệt trước Ôn Tồn. Bỗng nhiên tôi muốn khóc. Kể thực tôi là một người rất ý chí và kiên định, nhưng tôi thực sự chưa từng trải qua luyến ái. Lúc đi học là một sinh viên chuẩn mực, càng ngày chỉ biết đọc sách, thầm mến bạn ngồi bên cạnh 3 năm cũng không dám biểu lộ. Sau khi tốt nghiệp liền mất đi quan hệ. Đến địa điểm ước định với Âu Phục đại thúc, hai người đều không nói gì. Ông ta liền dẫn tôi ngồi trên xe đi thẳng đến thôn Tăng Hòe. Thôn Tăng Hòe cách nội thành mấy trăm dặm, phòng trừng chẳng vàng tối mới có thể đến. Ở trên xe, Âu Phục đại thúc vẫn trầm mặc nói, tâm tình anh không tốt. Tôi liền ừ một tiếng. Ông ta nói, đừng lo lắng, không phải sợ sệt, lần này coi như là đi du lịch. Tôi lại ừ thêm một tiếng nữa. Ông ta vĩnh viễn trong lòng không biết tôi đang nghĩ đến ai. Thời điểm đến thôn Tăng Hòe đã là chạng vạng hơn 6 giờ. Cả hai đều có chút đói bụng, nhưng bên trong tiểu thôn này cũng không có tiệm ăn nào. Tiểu thôn này không có lớn, nhiều lắm cũng chỉ có 300 hộ nhân khẩu. Mấy ngày trước từng đợt mưa rơi xuống, con đường trong thôn có chút lầy lội, nhưng vẫn còn có thể đi. Ngay khi chúng tôi mới vào trong thôn, bỗng nhiên từ trong thôn chuyển đến một trận kêu trời trách. Tiếp đó là một trận khua chiêng gõ trống cùng với âm thanh thổi kèn sô na. Trong thôn có người chết. Tình cảnh này tôi đã quá quen thuộc, đây là đội ngũ đưa tang. Ông Phùng đại thúc gật đầu rồi nói, trước tiên chớ vào thôn, đứng ở cửa thôn đá, đừng ngăn cản con đường linh hồn, nếu không sẽ bị vận xui cuốn lấy người đó. Cái này thì tôi biết, khi còn bé lão nhân trong thôn chết, thời điểm đưa tang, trên đường đi cơ bản là không có ai đi xa. Đợi đến khi đưa tang kết thúc, sau khi phát tang, lúc này mới có người lần nữa đi lại trên con phố. Hai người chúng tôi thấy trước cửa thôn có một chiếc cây khô đã mục nát rất nghiêm trọng, nhưng không có ai chặt đi cả. Ở trên cây cho một con lửa già.
Bên cạnh lửa già có không ít phân tươi. Mùi thối xông tới khiến cho cả hai người chúng tôi lùi lại một chút. Âm thanh của trường gõ trống trong thôn vang lên. Chỉ là chốc lát đội được tang lễ đi xa. Đi đầu là bốn người trung niên nâng đèn dẫn hồn, trong đó có một người què. Đèn dẫn hồn dùng đến giấy trắng chất thành dáng vẻ đèn lồng. Sau khi chôn cất thi thể, cắm ở trong phần mộ, làm đèn đường cho hồn phách trong 7 ngày dọi đường trở về nhà. Việc nâng bàn dẫn hồn như vậy đúng ra mà nói không quá cát tường, vì vậy việc này không có bao nhiêu người đồng ý làm. Thế nên người có tiền liền bỏ tiền ra thuê người nâng. Sau đó một ít người gan lớn hoặc là đàn ông độc thân sẽ đồng ý làm chuyện này. Trong thôn có một hai kẻ ngu si, nhưng nói hắn ngốc, hắn cũng biết làm việc sẽ được trả thù lao. Người khác nói hắn là kẻ ngu si, tôi cũng không đồng ý, bởi vì hắn có sự thông minh mà người bình thường không có. Mỗi lần nâng bàn tròn dẫn hồn, hắn xem cái nghề này là nghiệp của mình. Xung quanh 10 dặm nhà ai có người chết, hắn liền đi nâng bàn dẫn hồn là có tiền mấy ngày cơm. Mỗi ngày có thịt ăn, có thuốc hút, ngược lại còn thoải mái đủ sống. Mà ở giữa đội ngũ là mười mấy đại hán dùng cánh tay to lớn nâng mộc, dùng cánh tay to lớn nâng mộc côn, nâng cái quan tài màu đen lên. Trên quan tài viết một ít chữ, đứng bên cạnh là gia quyến. Cuối cùng chính là người khua chiêng gõ trống thổi kèn sô na. Nhìn đội ngũ đưa tang, từng nghĩ tới bà nội vừa mất của mình, trong lòng không khỏi một trận bi thương. Âu Phục đại thúc mặt không hề cảm xúc. Sau khi đội ngũ đưa tang rời khỏi, thời điểm hai chúng tôi chuẩn bị tiến vào trong làng, bỗng nhiên con lửa giả rơi xuống đất, một hồi liền nằm trở lại trên mặt đất. Tuy nhiên không phải chậm rãi nằm xuống, mà là trực tiếp mạnh mẽ nằm xuống. Sau đó lửa giả liền bắt đầu chuyển động thân thể, dùng sức ở lưng của nó để ma sát ở trên mặt đất. Con lửa đang ngứa. Âu Phục đại thúc ngữ khí mang theo nghi hoặc. Tôi gật đầu rồi nói, Nó đang gãi ngứa. Âu Phục đại thúc lắc đầu kiên định nói, không, cái này không phải là con lửa đang gãi ngứa. Nếu có thể nó sẽ chậm rãi nằm xuống, sau đó nó sẽ gãi ngứa. Còn con lừa này bỗng nhiên nằm xuống rất nhanh, hơn nữa chỉ gãi cột sống của mình. Đây là lừa càn quỷ. Lừa càn quỷ. Khi còn nhỏ tôi nghe lão nhân giảng qua chuyện, nói lừa, dê, trâu, ngựa, một số loài động vật tối có linh tính. Mắt người không nhìn thấy quỷ thì mắt của bọn chúng có thể nhìn thấy quỷ. Nhưng ông trời để cho công bằng, tuy chúng có thể nhìn thấy quỷ nhưng không cách nào có thể nói chuyện. Bên trong thôn này có âm khí quấy phá, chúng ta phải cẩn thận. Mặt của Âu Phục đại thúc càng trở nên nghiêm cẩn. Tôi liền hỏi, vậy còn đi vào nữa không? Trước tiên đi vào hỏi xem nhà Cát Ngọc ở nơi nào. Nói xong, Âu Phục đại thúc đi vào bên trong thôn. Xa xa nhìn thấy một ông lão đang ngồi hút thuốc ở trên một tấm phản ở trước cửa. Tôi đi tới đưa lên một điếu thuốc rồi cười nói, thưa ông, con có chuyện muốn hỏi ông một người. Ông lão nhận lấy điếu thuốc, tôi liền nói, trong thôn này trước đây có phải có một cô gái tên là Cát Ngọc không ạ? Có, đó là con gái của bà Phùng. Anh hỏi chuyện đó làm gì? Tôi nói tới tìm nàng là có chút việc. Vừa dứt lời ông lão kia liền run rẩy, suýt nữa từ trên tấm phản ngã xuống. Tiểu cô nương kia mười mấy năm trước đã chết, bị người ta moi trái tim mà chết. Anh làm sao có thể tìm được cô ta? Ông lão nhìn tôi như đang nhìn bệnh nhân tâm thần. Tôi liền chấn động, trong lòng nói Cát Ngọc thực sự chết rồi sao? Vậy quãng thời gian qua tôi nhìn thấy Cát Ngọc, chẳng lẽ Cát Ngọc là quỷ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.